chào quý khán giả, chào bà con. Minh Thiện và Cù Loan rất vui được đồng hành cùng bà con và quý khán giả trong bản tin 365 ngày chuyển động. Chương trình được phát sóng hàng ngày trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Mong nhận được sự quan tâm nhiệt thành và sự đóng góp chia sẻ những thông tin mô hình hay của bà con để chương trình ngày càng hoàn thiện hơn. Ngày hôm nay, bản tin có các thông tin đáng chú ý. Lão nông ở miền Tây vụ đàn cá sông về nuôi được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tặng bằng khen. Nghịch lý, lúa đông xuân chất lượng cao nhưng bán với giá thấp. Trong lúc này, nông dân kêu trời vì giá vật tư đang trên đà tăng cao. Cùng gặp gỡ những nhà nông thành công ở Lâm Đồng khi biết tự mình mở lối đi riêng. Bây giờ là những thông tin chi tiết. Thưa bà con, mấy tháng nay bà con ở miền Tây đang xôn xao và khâm phục một lão nông ở An Giang dám bỏ tiền ra hàng ngày dẫn dụ đàn cá tra tự nhiên về chỉ để ngắm. Cô Long biết không, sau gần 4 năm dẫn dụ cá về cho ăn chăm sóc thì tổng đàn cá đạt khoảng 5 đến 6 tấn, con nhỏ nhất khoảng nửa ký và con lớn nhất là gần 10 ký. Điều mà anh Minh Thiện có nhắc đến là sự khâm phục, còn là bởi mỗi ngày ông này tốn khoảng 300.000 đến 500.000 đồng tiền thức ăn cho cá. Tuy tốn kém nhưng ông không bao giờ buồn lòng. Chúng tôi nhắc lại điều này bởi ngày hôm qua ông đã nhận được bằng khen từ người đứng đầu ngành nông nghiệp. Trong công văn, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có nêu khen ông Phạm Văn Cường vì đã có thành tích góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên sông Châu Đốc. Vào năm 2014, ông Cường quyết định nghỉ nghề ruộng và kinh doanh gỗ, rồi về cất một nhà mát phía sau nhà chính cạnh bờ sông Vĩnh Ngương để vui thú tuổi già, cũng như khi bạn bè đến có chỗ uống trà tâm sự chuyện đời. Ông chất đống trà rồi dùng mồi giữ cá đến cho ăn để bạn bè cùng ngắm góp vui. Lúc đầu ông bỏ những thức ăn dư thừa xuống sông để cho cá ăn. Lúc này có vài ba con cá tra xuất hiện nổi đầu lên ăn. Không ngờ mỗi ngày cá xuất hiện về càng đông, nhiều nhất là cá tra. Cứ thế chúng trú ngụ trong đống trà để chờ thức ăn. Điều đặc biệt ở đây là ông nhử chúng đến để ngắm làm cảnh cho vui đời, chứ không bắt chúng đem đi ăn hay bán, cho nên cá kéo về ngày một đông hơn, lâu ngày thành đàn lớn. Quả là đàn cá này có phước khi mà được chính người đàn ông thánh thiện này nuôi dưỡng. Việc làm của ông còn nhằm kêu gọi ý thức bảo vệ nguồn cá thiên nhiên đang dần cạn kiệt. Trở lại với thông tin về thị trường nông sản. Thưa quý vị, trái sầu riêng, nghe tên thôi là đã thấy ôi thôi não nề, nhưng mà người trồng loại trái này mấy năm nay tâm trạng lại rất phấn chấn, trạng gơi hẳn lên. Tôi nghĩ là bà con mình cũng đoán được phần nào rồi đó Quỳnh Long. Ghi nhận trước, trong và sau Tết Nguyên Đán, giá sầu riêng vẫn giữ ở mức cao. Điều này khiến người trồng sầu riêng thu hoạch trái nghịch vụ ở xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre đón Tết vui bội phần. Nông dân ở Bến Tre cho biết, nhờ có hệ thống đê bao được đầu tư khép kín, chủ động được nguồn nước tưới, nên nhà vườn đã xử lý để cây trồng cho trái thu hoạch nhiều lần trong năm. Hiện nhà vườn ở xã Tân Phú thu hoạch trái sầu riêng bán cho thương lái chỉ giá vượt qua 70.000 đồng một ký. Sầu riêng thu mua được phân loại kỹ, trái nặng từ 2,5 kg đến 5 kg, 3 hộp muối bán cho thương lái xuất khẩu sang Trung Quốc. Số còn lại tiêu thụ thị trường nội địa. Chủ vựa sầu riêng thu mua và xuất bán cho thương lái xuất đi Trung Quốc với giá 83.000 đồng một ký. Vào thời điểm này, chỉ có nhà vườn ở Bến Tre và một số tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long mới có sầu riêng cho trái thu hoạch vụ nghịch. Cộng với thị trường Trung Quốc chịu ăn trái sầu riêng cho nên giá tăng dần. Giá của trái sầu riêng sẽ tiếp tục tăng trong tháng 2 năm 2019 đến giữa tháng 6 là nhiều nhà vườn thu hoạch rộ. Còn hiện nay, huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang đang phát động phong trào chuyển đổi diện tích mía kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác. Thời điểm sau Tết Nguyên Đán cũng là lúc mà nông dân xuống giống nên đã làm cho các loại cây trồng đồng loạt tăng giá. Theo ghi nhận tại các cơ sở bán cây giống trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, bình quân mỗi ngày cây giống hiện nay đều tăng từ 1 đến 3.000 đồng một cây tùy loại so với thời điểm trước Tết. Trong đó, hai loại cây trồng là mít Thái và chanh không hạt tăng mạnh nhất. Cụ thể, mít Thái hiện có giá từ 15 đến 17.000 đồng một cây, tăng 3.000 đồng một cây. Chanh không hạt 12.000 đồng một cây, tăng 2.000 đồng. Dù giá có tăng nhưng vẫn rất hút hàng. Hiện nay, giá nấm rơm được nông dân Hậu Giang bán cho thương lái 30.000 đồng một ký. Riêng nấm bán ban đêm giá 45.000 đồng một ký, tăng 5.000 đồng một ký so với thời điểm trước trong Tết và rất hút hàng. Vụ này nấm rơm trúng mùa, một chai meo, nông dân thu hoạch được 1,5 kg đến 2,5 kg nấm thương phẩm. Theo tính toán của nông dân, nếu chất khoảng 10 tấn rơm, sau khi trừ chi phí sản xuất, nông dân có lời từ 10 đến 15 triệu đồng. Hầu như bà con nông dân sản xuất lúa ở các tỉnh miền Tây đều kêu trời khi mà giá lúa giảm mạnh, khó bán. Trong khi giá vật tư nông nghiệp đã đầu tư hồi đầu vụ tăng rất mạnh, khiến cho tiền lời cứ thế teo dần.
So với vụ đông xuân năm ngoái, giá lúa hiện đã giảm trên 1.000 đồng một ký, tương đương 20.000 đồng một dạ. Như vậy, chỉ tính riêng giá lúa giảm, mỗi hecta diện tích đã mất ít nhất là 8 triệu đồng. Không dừng lại ở đó, phân đạm tăng đến khoảng 100.000 đồng bao 50 ký, DAP tăng 120.000 đến 130.000 đồng một bao 50 ký và phân kali cũng tăng 60 đến 80.000 đồng một bao 50 ký. Chính áp lực nêu trên, theo bà con nông dân, tiền lời từ hoạt động sản xuất lúa trong vụ đông xuân 2018-2019 này đã giảm rất mạnh, khả năng đạt chưa bằng 30% của vụ đông xuân 2017-2018 vừa qua. Dù giá đã giảm mạnh, hiện việc tiêu thụ lúa của nông dân đang rất khó khăn, thậm chí lúa tới ngày thu hoạch nhưng thương lái thu mua rất ít. Một thời đầu bù tóc rối, nỗi buồn chồng chất thì mấy tháng nay người nuôi heo nhẹ thở hẳn lên. Một cái Tết đầy đủ sung túc, qua Tết thì tình hình này vẫn giữ nguyên. Theo các hộ chăn nuôi heo ở huyện Mỏ Cày Bắc của tỉnh Bến Tre thì hiện nay giá heo hơi tăng mạnh. Heo hơi loại tốt có giá từ 5 triệu rưỡi đến 5 triệu 6 một tạ, tăng khoảng 600.000 đến 700.000 đồng một tạ so với trước Tết Nguyên Đán. Rất vui vì đây cũng là mức giá cao nhất trong khoảng 3 năm gần đây. Tuy nhiên, người chăn nuôi không có heo để bán. Phần lớn đàn heo thịt chỉ mới đạt khoảng từ 30 đến 40 kg. Không chỉ Mỏ Cày Bắc, nguồn cung heo hơi hầu hết các huyện trong tỉnh đều giảm mạnh do người nuôi đã tập trung xuất bán trong dịp Tết Nguyên Đán. Giá heo hơi tăng và đứng ở mức cao từ giữa năm 2018 cho đến nay, khiến cho các hộ nuôi tăng đàn trở lại. Vì vậy, heo giống hút hàng, giá cũng tăng theo, nhưng nguồn cung rất hạn chế. Theo đó, heo con 1 tháng tuổi khoảng 7 đến 8 kg có giá từ 1 triệu 1 đến 1 triệu 200 ngàn đồng. Thưa bà con, Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành, thương hiệu chung dùng để quảng bá nông sản, đặc biệt là rau, hoa, cà phê, các mặt hàng thủ công mỹ nghệ như tơ, lụa, với sứ mệnh mang những điều kỳ diệu của Đà Lạt đến với thế giới. Lâm Đồng đang tiếp tục xây dựng để thương hiệu này phát triển từ gốc là chiến lược hướng đến sự bền vững lâu dài của thương hiệu. Để đạt được thương hiệu này, Đà Lạt cần nghiên cứu bổ sung thêm các hình thức tuyên truyền quảng bá mới, tác động lớn đến du khách và thị trường tiêu thụ nông sản chất lượng cao. Theo đó, phải xác định rõ các hình thức quảng bá, cách thức triển khai các chương trình quảng bá phù hợp, đồng thời tuyên truyền cho các đối tượng, hộ nông dân, hợp tác xã, tổ hợp tác, các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng sản phẩm và an toàn thực phẩm. Đối với sản phẩm rau, tập trung quảng bá vào kênh bán lẻ hiện đại, siêu thị mini, thị trường trong nước và xuất khẩu. Quảng bá sản phẩm hoa qua các kênh tiêu thụ hoa hiện đại, siêu thị, shop hoa và xuất khẩu. Sản phẩm cà phê Arabica quảng cáo qua các quán cà phê trung và cao cấp, các hệ thống bán buôn. Ngoài ra còn quảng bá du lịch canh nông, kết nối với các công ty lữ hành, khai thác lượng du khách trải nghiệm, tìm hiểu, nghiên cứu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh và nông nghiệp hữu cơ. Đây cũng là một trong những thương hiệu mà Lâm Đồng cần quảng bá. Cơ sở ươm tơ dệt lụa Cường Hoàng trở thành một điểm du lịch nổi tiếng của Lâm Đồng được nhiều người yêu thích. Nằm trên cao nguyên Nam Bang có khí hậu và thổ nhưỡng rất thuận lợi cho cây dâu phát triển tốt và đảm bảo sức khỏe cho con tầm, nên cho lụa đẹp, không gai gút, dài và bóng. Được biết, nếu bình thường một con kén ở ngoài Bắc nhả sợi tơ dài 300-500m, thì ở đây kén Lâm Đồng nhả tơ dài đến 1.000m. Khởi đầu chỉ với vài nhân công, làm theo quy mô gia đình. Đến nay, cơ sở ươm tơ dệt lụa Cường Hoàng đã có 30 máy ươm tơ, 8 máy dệt, 50 công nhân làm việc với công suất 1 tấn kén một ngày. Nhiều năm nay, cơ sở được nhiều du khách trong và ngoài nước ghé thăm. Mỗi năm thu hút khoảng 30.000 lượt khách, chủ yếu là khách quốc tế đến để tìm hiểu, nghiên cứu về nghề ươm tơ dệt lụa có truyền thống lâu đời của người Việt, đang được lưu giữ và phát triển trên vùng đất cao nguyên. Thưa bà con, nhắc đến Lâm Đồng, thường thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến vùng đất của ngàn hoa xinh đẹp với những mô hình sản xuất công nghệ cao. Các phương pháp trồng rau hữu cơ, rau thủy canh được nhắc tới rất nhiều. Nhưng mà trồng cà chua bằng sữa thì bà con không biết là đã nghe qua chưa? Câu chuyện mà anh Minh Thiện có nhắc đến thì hoàn toàn có thật ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Những trái cà chua đầy màu sắc và có thể ăn ngay tại vườn mà không hề lo lắng trước dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Đó chỉ là một trong hai câu chuyện làm nông có lối đi riêng độc đáo mà chúng tôi nhắc đến trong phóng sự sau đây. Thay vì bón phân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cho cây cà chua, chị Phạm Thị Xuân Thủy ở thôn Cờ Long C, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng lại dùng trứng và sữa. Câu chuyện trồng cà chua bằng phân hữu cơ, trứng, sữa, mật mía của chị Thủy được lan truyền nhanh chóng. Thương hiệu cà chua trái cây Happy Trees chỉ thế mà được nhiều người tiêu dùng cả nước biết đến và ưa chuộng
dù giá thành cao hơn cà chua thông thường 5-6 lần. Đầu tiên là tôi cảm thấy là đây là một cái mô hình rất là mới với là hấp dẫn. Cái giống này thì nó cũng rất là đặc biệt. Ăn thì cái hương vị nó ngon. Nó có thể là thay vì ngày xưa thì mình hay sử dụng cái cà chua kia để chế biến món ăn thôi. Thì nay có thể là lấy cái sản phẩm này tạo thành một cái dạng như là trái cây tráng miệng, thấy cũng rất hay. Bắt đầu bén duyên với nông nghiệp công nghệ cao từ đầu năm 2015, chị Thủy bắt đầu thử nghiệm trồng cà chua trái cây trên diện tích 1.000m2 với chi phí đầu tư ban đầu khoảng 150 đến 200 triệu đồng. Sau nhiều lần thử nghiệm và đúc kết nhiều bài học, chị Thủy tiếp tục mở rộng lên gần 8.000m2. Hiện mỗi tháng từ vườn cà chua này cung ứng ra thị trường gần 2 tấn. Sản phẩm cà chua trái cây Happy Trees chinh phục được người tiêu dùng vì an toàn, cà tắc bền chững và hơn hết là lối đi riêng độc đáo mà chị Thủy đã lựa chọn. Trong năm mới thì là Happy Farm sẽ mở rộng các cái mô hình trồng cà và rau sạch cũng như dâu cũng như là những cái sản phẩm mới mà sang năm 2019 thì Happy Farm sẽ đưa ra thị trường, thì sẽ kết hợp với cái du lịch, kết hợp với cái mô hình là du lịch canh nông để cho mọi người đến với Đà Lạt sẽ có một cái điểm đến để tham quan, trải nghiệm, học tập cũng như là sử dụng, mua những cái sản phẩm nông sản sạch về để làm quà cho người thân và gia đình. Dâu tây, sản phẩm được rất nhiều người ưa chuộng khi đến Lâm Đồng. 10 nhà kính hiện đại như thế này được công ty trách nhiệm hữu hạn Cabintina trồng luân phiên dâu tây giống Nhật theo tiêu chuẩn Việt Gáp để cung cấp cho hơn 120 siêu thị tại thành phố Hồ Chí Minh với giá bán từ 100 đến 400 ngàn đồng một ký. Với sản lượng 20 ký một sào mỗi ngày, dâu tây được trồng tại đây sẽ được bảo quản trong kho lạnh từ 1 đến 5 độ C, tối thiểu 10 giờ mới xuất bán để đảm bảo chất lượng quả dâu tốt nhất đến tay của người tiêu dùng. Nói về trên cây dâu tây á, thì mình làm á, thì mình phải giữ một cái là vệ sinh sạch sẽ trong mặt vườn, thì thường là xử lý thuốc trực tiếp trên ống hệ thống nhỏ giọt hết, nhưng mà thuốc bảo vệ thực vật là sử dụng là trong hệ thống nhỏ giọt hết, nó chỉ dẫn qua trực tiếp vào gốc chứ không phải là bơm trực tiếp trên lá, không bơm trực tiếp trên cây và không bơm trực tiếp lên trên các sản phẩm mà trái ăn trái. Phát huy tốt lợi thế và điều kiện tự nhiên, khí hậu, các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã vạch ra chiến lược phát triển nông nghiệp mới. Sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng. Có như thế, sản phẩm nông sản của Lâm Đồng mới dần tìm được thế đứng vững chắc trên thị trường, khi nước ta hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Đừng nghĩ vùng đất Lâm Đồng được thiên nhiên ưu đãi cho ra đời những nông sản đặc sản độc đáo, mà tất cả đều do người làm nông có sự sáng tạo, am hiểu thị hiếu của người tiêu dùng. Và nội dung này cũng đã kết thúc bản tin 365 ngày chuyển động ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn bà con và quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.